rủi ro hệ thống trong ngành ngân hàng Trung Quốc đã xuất hiện và một cơn sóng thần tài chính sắp nổ ra. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Tôi không thể kiên trì thêm được nữa. Công ty mà tôi đã cố gắng xây dựng giờ đã đóng cửa. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người mà mọi người gọi là kẻ vỡ nợ. Với hơn 3 triệu nợ, làm sao tôi có thể trả được? Trong vòng 5 năm qua, tôi đã chi 50 triệu tệ đầu tư. Tôi từng được ngưỡng mộ là người thế hệ thứ hai giàu có. Nhưng bây giờ, tôi đã phá sản và nợ ngân hàng đến 7 hoặc 8 triệu, trở thành người không tín nhiệm. Tôi không thể mua vé tàu cao tốc hay đi máy bay nữa. Người đàn ông tự xưng là Tiêu Giang đã đầu tư vào một số dự án kể từ năm 2018, nhưng tất cả đều đã thất bại. Ban đầu, anh ấy đầu tư 2,6 triệu nhân dân tệ, gần 9 tỷ đồng vào một quán bar và đã đóng cửa trong vòng 2 năm. Sau đó, anh đầu tư vào nhà hàng lầu, quán ăn vặt đêm khuya, v.v. Nhưng tất cả đều phá sản sau một thời gian ngắn. Anh ấy coi khởi nghiệp là một cái bẫy, với tỷ lệ thất bại lên tới 99,99%. Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh và môi trường kinh tế, một số lượng lớn nhà hàng, cửa hàng và nhà máy đều đã đóng cửa. Nhiều ông chủ nổi tiếng một thời đã vỡ nợ sau khi phá sản, khiến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng lên đáng kể và các ngân hàng đã phải thận trọng hơn trong việc cho vay. Hệ quả là các ngân hàng lớn của Trung Quốc hiện nay có một hiện tượng là ngân hàng có tiền nhưng không thể cho vay, trong khi tiền gửi của khách hàng lại tăng nhanh, dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng sụt giảm và khách hàng thực sự cần vay lại không thể vay được. Điều này cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nói chung. Đây giống như một vòng luẩn quẩn khiến áp lực cho vay ở các ngân hàng tăng lên rất nhiều và lợi nhuận đã giảm đáng kể. Các ngân hàng cũng chỉ hoạt động vừa đủ để duy trì. Họ chịu áp lực rất lớn về tài chính gần đây. Chỉ trong quý đầu tiên, tiền gửi đã tăng thêm 9,9 nghìn tỷ nhân dân tệ, gần 34 triệu tỷ Việt Nam đồng. Tại sao ví tiền của chúng ta lại eo hẹp đến vậy? Không chi tiêu, không đầu tư, không mua nhà, thậm chí không nghĩ đến việc tiêu tiền. Mọi người đều giữ tiền trong ngân hàng và ngân hàng đang phải chịu áp lực rất lớn. Bạn bè tôi làm trong ngân hàng đều trông rất lo lắng. Họ nói rằng, mặc dù chỉ tiêu tiền gửi đã vượt qua, chỉ 1/10 chỉ tiêu cho vay được đáp ứng. Thật khó khăn cho các ngân hàng, số tiền họ cho vay luôn quay trở lại với họ. Tại sao lại như vậy? Một số người nói rằng, do tình hình kinh tế yếu, mọi người ngại chi tiêu một cách phung phí. Người khác chỉ ra rằng thiếu cơ hội đầu tư, mọi người đang vật lộn để tìm ra kênh đầu tư khả thi cho tiền của họ. Một số người nghĩ rằng mọi người đã mất lòng tin, cảm thấy giữ tiền trong ngân hàng là lựa chọn an toàn nhất. Tuy nhiên, việc để tất cả số tiền này nằm im trong ngân hàng không phải là giải pháp. Các ngân hàng cần tìm cách cho vay số tiền này để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Một người họ chịu làm việc trong dịch vụ cho vay ở Thành Đô đã chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của mình. Mọi nơi trên mạng, họ nói rằng các ngân hàng không thể giải ngân tiền, mặc dù lãi suất đã hạ. Áp lực cho vay rất lớn, các giám đốc ngân hàng trông rất căng thẳng. Nhưng thực tế, việc đảm bảo một khoản vay gần như là không thể. Với nền kinh tế suy thoái và bầu không khí chung ảm đạm, các ngân hàng e ngại cho vay đến những khách hàng không thể trả được nợ. Ngân hàng giống như một nhân bánh sandwich bị ép ở giữa. Với áp lực chính sách từ trên xuống, lực lượng thị trường từ dưới lên, khi lãi suất cho vay thấp, ngân hàng kiếm được ít tiền hơn. Nếu họ cho vay nhiều hơn, rủi ro tăng lên. Các ngân hàng sợ mất tiền và gặp rắc rối. Vì vậy, họ đã nâng ngưỡng cho vay, chỉ muốn cho những người có vẻ đáng tin cậy vay. Vậy nên, không phải là các ngân hàng không muốn cho bạn vay tiền, mà là họ đã trở nên cực kỳ thận trọng. Họ lo lắng bạn không thể trả nợ, lo mất tiền của chính họ, lo các cơ quan quản lý đến gây áp lực, và sợ rằng quá nhiều vụ vỡ nợ có thể làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Ngày 30 tháng 4, các ngân hàng nhà nước của Trung Quốc đã báo cáo kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong cả doanh thu và lợi nhuận ròng. Big Four, tức bốn ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc, được quản lý trực tiếp bởi Bộ Tài chính Trung Quốc. Họ có tổng số quy mô tài sản vượt quá 160.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 550 triệu tỷ đồng. Họ đại diện cho các ngân hàng mạnh nhất của Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Ngân hàng Công thương báo cáo doanh thu là 219,8 tỷ nhân dân tệ, giảm 3,41% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong số các ngân hàng nhà nước.
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc cũng chứng kiến doanh thu giảm 3%. Cả bốn ngân hàng đều có lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ngân hàng Trung Quốc có mức giảm lớn nhất là 2,9%. Ba ngân hàng còn lại ghi nhận lợi nhuận ròng giảm lần lượt là 2,8%, 2,2% và 1,6%. Nhà kinh tế học người Mỹ David Hoàng phân tích rằng, hệ thống ngân hàng của Trung Quốc không vận hành theo quy luật của thị trường. Ông giải thích rằng, Trung Quốc là quốc gia định hướng thị trường phi lãi suất, cơ quan quản lý trung ương, trực tiếp ấn định lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Về cơ bản, các ngân hàng chủ yếu kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giữa các mức lãi suất này cũng do chính phủ quy định. Cách tiếp cận này khiến một hệ thống ngân hàng tương đối quan liêu. David Hoàng cũng cho rằng, sự suy giảm doanh thu và lợi nhuận của bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc là do năm yếu tố chính. Thứ nhất, các ngân hàng về cơ bản dựa vào rào cản lãi suất của chính sách để đảm bảo có lãi mà không bị lỗ. Lợi nhuận chủ yếu là từ các khoản vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, biên lợi nhuận lãi suất hiện đã được thu hẹp xuống khoảng 1,6 hoặc 1,7, tỷ suất lợi nhuận ít ỏi cùng với chi tiêu hoang phí, sự mở rộng quy mô mạnh mẽ và phong cách tương đối quan liêu của các ngân hàng đã dẫn đến sự suy giảm trong lợi nhuận. Yếu tố thứ hai là thiếu các hoạt động kinh tế tư nhân. Ông lưu ý rằng, các giao dịch như chuyển khoản, mua sắm và trao đổi cũng đóng góp vào phí ngân hàng và hoạt động kinh tế hiện tại không sôi động đã dẫn đến các hoạt động giao dịch này đang giảm sút. Do tình hình kinh tế tồi tệ hiện nay đang ở Trung Quốc, mọi người đều có ít cơ hội kiếm được tiền nên họ cố gắng hết sức để tránh vay vốn. Điều này dẫn đến việc giảm thu nhập từ các khoản vay của ngân hàng, nhưng họ vẫn tiếp tục nhận tiền gửi và trả lãi cho những khoản tiền này. Điều này càng làm thu hẹp lợi nhuận của họ. Thứ ba, ông cho rằng các ngân hàng trước đây đã kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể từ việc bán các sản phẩm tài chính và bảo hiểm. Nhưng trong 3 hoặc 4 năm qua, các sản phẩm tài chính và bảo hiểm của Trung Quốc lần lượt bùng nổ. Điều này cũng đã dẫn đến số lượng sản phẩm tài chính được người dân bình thường mua giảm và ảnh hưởng đến lợi nhuận. Yếu tố thứ tư là sự suy thoái của thị trường bất động sản, từng là một yếu tố đóng vai trò quan trọng vào lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc, đặc biệt qua tài trợ cho các nhà phát triển và các khoản thế chấp nhà ở. Các ngân hàng lớn có tỷ lệ cao cho vay các khoản thế chấp trong danh mục đầu tư của họ. Hiện nay, thị trường bất động sản đang trì trệ. Quy mô của toàn bộ thị trường ước tính đã thu hẹp xuống khoảng 60-70% so với trước đây. David Hoàng chỉ ra rằng, trước đây, các ngân hàng đã thu được lợi nhuận hậu hĩnh từ sự gia tăng tổng khối lượng vay và sự hỗ trợ chính sách dưới chế độ lãi suất phi thị trường độc quyền. Bây giờ, với sự suy thoái kinh tế và sự trượt dốc của ngành bất động sản, tổng lợi nhuận của ngân hàng chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Thứ năm, ông tin rằng nguyên nhân khiến thu nhập thấp và lợi nhuận hoạt động của ngân hàng giảm là do tỷ lệ nợ xấu tăng lên, bao gồm cả các khoản vay tín dụng và thế chấp. Nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc vỡ nợ đã dẫn đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng vọt, do đó làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của toàn ngân hàng. Những yếu tố này đã dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng trong lợi nhuận của các ngân hàng, thậm chí tăng trưởng âm. Theo báo cáo thường niên năm 2023, số dư nợ xấu của 6 ngân hàng quốc doanh lớn vào năm 2023 là 336 tỷ nhân dân tệ, hơn 1 triệu tỷ Việt Nam đồng. Trong đó, các khoản vay cá nhân cho nhà ở chiếm 36%, với số dư là 121 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 4,9 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, làm tăng tỷ lệ nợ xấu chung từ 4,4% lên khoảng 4,7%. Các khoản vay bất động sản cho doanh nghiệp chiếm 64% tổng số nợ xấu, với tổng cộng 214,5 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 16,7 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, với tỷ lệ nợ xấu chung tăng lên khoảng 5,24%. Các khoản vay bất động sản cho doanh nghiệp thường là các khoản vay dự án chung và dài hạn do ngân hàng phát hành cho các công ty bất động sản về nhà ở thương mại cũng như các hoạt động xây dựng và phát triển bất động sản khác. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này thường bao gồm đất đai, bất động sản và các tòa nhà xây dựng đang dang dở. Trong số đó, Ngân hàng Công thương Trung Quốc báo cáo tỷ lệ nợ xấu cho các khoản vay kinh doanh bất động sản là 5,4%, đạt 40,9 tỷ nhân dân tệ. Các khoản nợ xấu trong danh mục các khoản vay thế chấp nhà ở tăng 9,6% lên 27,8 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc trong ngành bất động sản đã giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức lần lượt là 5,42% và 5,51%, đạt lần lượt 46,6 tỷ nhân dân tệ và 48,2 tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay bất động sản doanh nghiệp của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã tăng lên 5,64%, tương đương 48,2 tỷ nhân dân tệ. Nhà kinh tế học Lý Hằng Thanh đã phân tích thêm về mối quan hệ giữa sự sụp đổ của ngành bất động sản Trung Quốc và sự tăng nợ xấu trong các ngân hàng. Ông nói rằng,
ngành bất động sản từng chiếm 30% tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Và với hơn 4.000 ngân hàng ở Trung Quốc tham gia vào ngành bất động sản là trọng tâm của các ngân hàng trong thời kỳ phát triển nhanh. Ông chỉ ra rằng, sự sụp đổ rộng rãi của ngành bất động sản đã dẫn đến việc hầu như tất cả các khoản vay cho ngành này đều trở thành nợ xấu. Khi giá nhà tiếp tục giảm, với một số khu vực chứng kiến sự sụt giảm giá lên tới 50% và mức giảm phổ biến từ 20% đến 30%, món nợ trên các bất động sản này trở nên có giá trị hơn chính các bất động sản. Tình huống này đã dẫn đến việc tạo ra nợ xấu, khiến các ngân hàng khó có thể thu hồi các khoản vay này. Ông nói, nhiều người đơn giản là ngừng trả nợ vì họ thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa. Giá nhà ở Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Trong những hoàn cảnh như vậy, đây đã trở thành một vấn đề lớn và cuối cùng sẽ áp đảo một số lượng lớn các ngân hàng thương mại. Bởi vì tỷ lệ nợ xấu tổng thể của các ngân hàng Trung Quốc tiếp tục tăng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Phan Công Thắng tiết lộ tại diễn đàn BOAO vào ngày 27 tháng 3 năm nay rằng Trung Quốc đang soạn thảo một luật ổn định tài chính. Các chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất đối với các ngân hàng Trung Quốc là tài sản của họ đã cạn kiệt một cách có hệ thống. Khủng hoảng tài chính đang xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Nhà kinh tế học người Đài Loan Ngô Gia Long nói rằng các ngân hàng cần được đi vay liên tục để trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng bất động sản tiếp tục, các khoản vay thế chấp cho các công ty bất động sản trở thành tài sản không thể thu hồi được. Ông nói từ các vụ vỡ nợ của các nhà phát triển lớn như Evergrande, Country Garden và Vanke có thể thấy rằng các ngân hàng là những đối tượng tiếp theo phải đối mặt với vấn đề này. Ông nói khi các ngân hàng công bố danh sách chính thức về tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay bất động sản trên các báo cáo tài chính của họ, chúng ta thấy rằng mọi ngân hàng đều phải đối mặt với vấn đề này. Điều này bản thân nó đã là một rủi ro mang tính hệ thống. Ngô Gia Long nhận xét, những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ là một nhà phát triển tư nhân đang khủng hoảng, mà hầu như tất cả các nhà phát triển tư nhân đều đang khủng hoảng nợ và không thể trả nợ. Điều tương tự cũng xảy ra với chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Khi các ngân hàng không thể thu hồi được tiền, vấn đề trở nên nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao Phan Công Thắng nhấn mạnh rằng cần phải duy trì ranh giới tránh rủi ro hệ thống tài chính. Ông tin rằng, từ các nhà phát triển tư nhân lớn đến các ngân hàng, rất nhiều tiền đã bị những người có quyền lực chiếm đoạt. Sau khi thu được tệ, họ rửa tiền tham nhũng này qua Hồng Kông và nước ngoài, cơ bản là làm cạn kiệt tài sản. Đằng sau việc tiêu hủy tài sản là sự lạm dụng quyền lực, thiếu sự kiểm tra và giám sát. Ông bổ sung, một hệ thống chính trị như vậy sẽ không tránh khỏi những tham nhũng hệ thống, tước đoạt tài sản hệ thống và cuối cùng là rủi ro tài chính hệ thống. Điều này là không thể tránh khỏi và không thể đảo ngược bởi bất kỳ cá nhân nào. Nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tránh những vấn đề này là vô ích. The New York Times cũng công bố rằng gần 40% các khoản vay ngân hàng ở Trung Quốc liên quan đến bất động sản. Ban đầu, nhà phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới China Evergrande đã đối mặt với một vụ nổ tài chính. Tiếp theo, hàng chục nhà phát triển bất động sản đã không thể trả được nợ hoặc không thể trả được nợ trái phiếu nước ngoài. Lưu Hạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc khi đó, đã tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ vào tháng Giêng năm ngoái rằng bất động sản là một mối nguy hiểm đối với Trung Quốc. Nếu các rủi ro trong lĩnh vực bất động sản không được quản lý đúng cách, chúng có thể dễ dàng kích hoạt rủi ro hệ thống, cần có sự can thiệp kịp thời. Nhà kinh tế học Trình Hiểu Nông đã nêu trong bài viết của mình rằng sự tồn tại của các ngân hàng Trung Quốc gắn liền với sự tồn tại của chế độ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các hệ thống ngân hàng phá sản. Thực tế, hệ thống tài chính của Trung Quốc hoạt động như phao cứu sinh, kinh tế cuối cùng của chế độ. Các khoản nợ tài chính chủ yếu được các ngân hàng hấp thụ thông qua việc mua trái phiếu của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước chuyển nợ xấu của họ cho ngân hàng. Điều duy nhất mà các ngân hàng có thể dựa vào là tín dụng chính phủ, khiến công chúng tin rằng chính phủ sẽ không để các ngân hàng nhà nước sụp đổ. Vì lý do này, để duy trì uy tín của ngân hàng nhà nước, các ngân hàng đã được chỉ thị không tiết lộ số liệu thực về nợ xấu cũng như không ghi giảm giá tài sản một cách chính xác. Do đó, nợ trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc giống như một quả bom nổ chậm. Quy mô thực sự của nợ ở các ngân hàng lớn là không thể xác định dựa trên dữ liệu sổ sách. Mặc dù các nhà phân tích tài chính ở các quốc gia khác nhau không thể xác định đầy đủ phạm vi của những khoản nợ này, nhưng họ vẫn có thể nhận ra một manh mối dựa trên nhiều tín hiệu khác nhau. Gần đây, Tổ chức Xếp hạng Tín dụng Quốc tế Moody's đã phát hiện rủi ro tài chính của Trung Quốc và xếp hạng tín nhiệm của quốc gia Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực, và cũng hạ xếp hạng tín dụng của 8 ngân hàng Trung Quốc lớn từ ổn định xuống tiêu cực. Những ngân hàng này bao gồm 5 ngân hàng thương mại nhà nước lớn, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc
và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc, cũng như ba ngân hàng chính sách, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Điều đánh giá tiêu cực báo hiệu rằng các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc đang trở nên rõ ràng hơn. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ đã sử dụng các ngân hàng này như máy rút tiền tự động, luôn vay mượn từ ngân hàng để tài trợ cho các khoản thiếu hụt ngân sách và bù đắp cho các khoản lỗ của các doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, kể từ năm 2010, các chính quyền địa phương muốn kiếm lời từ bất động sản đã phát hành một số lượng trái phiếu, phần lớn được các ngân hàng mua lại. Như vậy, họ đã tham gia vào hàng ngũ những người rút máu ngân hàng. Hệ thống tài chính bát cơm sắt của Trung Quốc không thay đổi. Thay vào đó, nó đã trở thành mạng lưới sinh tồn của chính quyền địa phương. Ngay cả các công ty bất động sản tư nhân cũng học cách tham gia vào hệ thống bát cơm sắt tài chính này. Cuối cùng, dẫn đến một loạt các công ty bất động sản lớn đang sụp đổ và làm vỡ bong bóng bất động sản. Sau khi bong bóng bất động sản vỡ, nếu các khoản nợ khổng lồ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng số lượng các khoản vay mà người dân không có khả năng trả nợ, cuối cùng cũng đã gây áp lực lên hệ thống ngân hàng. Để kiểm soát nguồn lực tài chính, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép các ngân hàng niêm yết để huy động vốn trong khi giữ quyền sở hữu đáng kể của các ngân hàng lớn trong tay mình. Kết quả là chế độ rơi vào khủng hoảng. Tính đến cuối tháng 10 năm 2023, tổng số khoản vay trên sổ sách của các tổ chức tài chính quốc gia đạt 235.000 tỷ tệ với tổng số trái phiếu mua vào là 64.000 tỷ tệ, tổng cộng lên tới 300.000 tỷ tệ, khoảng 1 triệu tỷ Việt Nam đồng. Tỷ lệ nợ xấu được công nhận chính thức hiện nay là 1,8%. Tuy nhiên, xét đến việc phần lớn các trái phiếu chính quyền địa phương không thể trả được, ước tính tỷ lệ nợ xấu là 50% đối với các khoản này và 10% đối với các khoản vay doanh nghiệp. Tổng nợ xấu của lĩnh vực tài chính lên tới 56.000 tỷ tệ, hơn 190 triệu tỷ Việt Nam đồng. Nếu cộng thêm nợ của chính quyền trung ương và địa phương là 114.000 tỷ tệ và nợ của các doanh nghiệp nhà nước phi tài chính là 220.000 tỷ tệ với tổng số nợ tối thiểu có hệ thống tài chính là 56.000 tỷ tệ, tổng số nợ đạt gần 390.000 tỷ tệ, hơn 1.300 triệu tỷ Việt Nam đồng. Con số này gấp 3 lần GDP của Trung Quốc. Nếu ví dụ Trung Quốc như một công ty lớn do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, với doanh thu hàng năm là 120.000 tỷ tệ và nợ là 400.000 tỷ tệ, phải chăng công ty này sắp phá sản? Gần đây, hiện tượng thu hồi lương đã trở nên phổ biến hơn trong ngành ngân hàng của Trung Quốc, là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng trong ngành này. Hiện tượng này ảnh hưởng tới 10 ngân hàng niêm yết công khai, bao gồm Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, với tổng số tiền liên quan đến những yêu cầu này lên tới 100 triệu tệ, khoảng 300 tỷ Việt Nam đồng. Thu hồi lương ám chỉ tình huống mà nếu nhân viên tham gia vào các hành vi bất hợp pháp, không tuân thủ hoặc vi phạm kỷ luật, họ có nghi cơ gây tổn thất bất thường trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Ngân hàng có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ tiền thưởng hiệu suất được phát hành trong khoảng thời gian liên quan và ngừng các khoản thanh toán tiếp theo. Chính sách này thường nhắm vào ban lãnh đạo cấp cao và các nhân viên chủ chốt trong ngân hàng. Vào ngày 2 tháng 4, một nhân viên phòng tín dụng của một ngân hàng thương mại thành phố thông báo cho các phóng viên rằng trong những năm gần đây, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch cùng các yếu tố khác, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã tăng, dẫn đến một số nhân viên bị cắt giảm tiền thưởng hiệu suất. Một chuyên gia trong ngành đã nhận xét rằng một cơn sóng thần tài chính do cuộc khủng hoảng sắp xảy ra trong ngành ngân hàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn xa. Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Vương Hách cho biết, cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng của Trung Quốc thực sự rất nghiêm trọng, đặc biệt là về vấn đề kéo dài của các khoản nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, số liệu do các ngân hàng này công bố có thể nói đều là giả mạo, làm giảm đi mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông nói, nhiều ngân hàng không chỉ có hoạt động trên bảng cân đối kế toán, mà còn có rất nhiều các hoạt động ngoài bảng cân đối kế toán, bao gồm nhiều sản phẩm tài chính thực sự được đầu tư vào bất động sản. Hiện nay, họ dùng nhiều thủ thuật kế toán để che đậy việc này. Do khủng hoảng chung trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, toàn bộ ngành ngân hàng đang trong tình trạng nguy hiểm. Vương Hách tin rằng, quan điểm được mọi người nhất trí là một cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra trong hệ thống tài chính của Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian, và điều đó chắc chắn là không thể tránh khỏi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.